quyền linh bị tố mượn tiền chưa trả mất hình tượng mc quốc dân mới đây nghệ sĩ cải lương bình tinh đăng tải video trên kênh youtube quay cảnh chồng cô ca sĩ nhật minh đi quay mv nhạc tết cho cha nuôi là nghệ sĩ ưu tú kim tử long nhật minh chia sẻ trong mv này tôi đóng vai nhà giàu nên mang theo đủ tiền đô hộp xoàn các kiểu cảnh ở trường quay này đẹp kinh khủng sông nước hữu tình ước gì có một căn nhà ở đây nhưng thôi không sao được làm nghề là vui rồi không mong gì hơn đặc biệt MV của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long là thể loại quê hương trữ tình, vậy nên toàn bộ bối cảnh đều xoay quanh sông nước. trong đó có một cảnh nam nghệ sĩ phải bước xuống thuyền cổ. do trong thuyền có nước nên Kim Tử Long phải đi chân đất. tuy nhiên vừa bước chân xuống thuyền, nam nghệ sĩ bất ngờ giẫm trúng đinh, phải giật mình dậy lên. trời ơi giẫm phải đinh rồi, nguyên một cây đinh to như thế mà không thấy. dù ngay lập tức rút chân ra khỏi thuyền nhưng chiếc đinh đã cắm sâu vào gót chân anh, khiến máu chảy khá nhiều. Cả ekip quay phim lấy bông băng dầu gió để xử lý ngay cho Kim Tử Long. Vì lịch trình gấp rút, Kim Tử Long không kịp dành thời gian nghỉ ngơi mà cắn răng chịu đau, mặc kệ vết thương quay tiếp và phải mang theo một đôi dép thay vì đi chân đất như lần đầu. Thế nhưng, dù đã cố gắng hết sức để hoàn thành cảnh quay, nam nghệ sĩ vẫn bị cơn đau từ vết thương làm ảnh hưởng và không thể đứng vững, bước đi tập tễnh. Đến lúc quay xong, phải có người đỡ lên mới lên được bờ. Có thể thấy, tuy đau đớn nhưng ông Hoàng Cải Lương vẫn cắn răng chịu đựng trực tiếp chỉ đạo mọi thứ không để sai sót ở bất cứ đâu. Sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của anh khiến khán giả sau khi xem clip đã vô cùng cảm động vì một nghệ sĩ yêu nghề kính nghiệp đáng ngưỡng mộ. Minh Béo sẽ bị cấm diễn tại Việt Nam. Bị ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời tại Mỹ, khi về Việt Nam, Minh Béo sẽ bị cấm diễn hay tiếp tục hoạt động như trước. Về việc Minh Béo sẽ được diễn như bình thường tại Việt Nam như chưa có chuyện nghệ sĩ này bị ghi vào danh sách tội phạm tình dục. Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Trương cho hay, chúng tôi chưa thể tự quyết định được việc này phải làm việc với nhiều cơ quan chức năng. Khi nào làm việc xong, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi. Được biết, những ngày ngồi tù tại Mỹ, sân khấu sao Minh Béo do Minh Béo sáng lập và điều hành vẫn duy trì. Chưa rõ Minh Béo sẽ hoạt động nghệ thuật ở nước nhà thế nào, nhưng làn sóng phản đối nghệ sĩ này thì ngày một gia tăng sau khi Minh Béo đã đăng ảnh về tới Việt Nam lên trang cá nhân vào ngày 21 tháng 12. Hành động này của Minh Béo khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc. Trên trang cá nhân cách đây ít giờ, nhạc sĩ Quốc Trung thậm chí còn kêu gọi các nghệ sĩ cùng làm đơn kiến nghị về Minh Béo lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Trước đó, ngày 29 tháng 3, Văn phòng Biện Lý, quận Cam, bang California, Mỹ thông báo Minh Béo bị khởi tố với các tội danh quan hệ đường miệng với trẻ em, âm mưu hành vi dâm mô với trẻ em dưới 14 tuổi, gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm mô. Phiên tòa ngày 16 tháng 12, Minh Béo được xử hết hạn tù vào ngày 19 tháng 12 và bị yêu cầu bồi thường số tiền 300 đô cho tiểu bang, 70 đô cho quận hạt. Ngày 24 tháng 3, Cảnh sát giả dạng một thiếu niên 14 tuổi liên hệ với Minh Béo và lập tức bắt giữ diễn viên hài với tội danh có ý định thực hiện hành vi dâm ô. Minh Béo bị tố cáo có quan hệ tình dục bằng miệng với một bé trai dưới 18 tuổi. Ngày 29 tháng 3, văn phòng Biện lý quận Cam, California, Mỹ chính thức thông báo Minh Béo bị khởi tố ngày 25 tháng 3 với ba tội danh quan hệ đường miệng với trẻ em dưới 18 tuổi, âm mưu hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi, gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô. Ngày 15 tháng 4. Minh Béo tham gia phiên luận tội đầu tiên nhưng không nhận tội. Ngày 13 tháng 5, phiên tòa thương lượng theo dự kiến diễn ra trong 2 phút ngắn ngủi để thông báo bà Mia Yamamoto, luật sư người Mỹ gốc Nhật, thay thế cho luật sư đỗ phủ biện hộ cho Minh Béo. Ngày 27 tháng 5, phiên thương lượng diễn ra trong 2 phút ngắn ngủi, thẩm phán thông báo phiên xử sơ thẩm ngày mùng 10 tháng 6 sẽ rời vào ngày 29 tháng 6. Ngày 29 tháng 6 vẫn chưa thể kết tội minh béo, phiên xử hoãn tới ngày 28 tháng 7. Ngày 28 tháng 7 phiên xử chuyển sang ngày mùng 10 tháng 8. Ngày mùng 10 tháng 8 đã diễn ra phiên thương lượng vụ án minh béo. Trong phiên xử này minh béo thừa nhận hai tội danh xâm hại tình dục trẻ em và toàn có hành động dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi và mức án bị đề nghị là 18 tháng tạm giam. Tòa sẽ tuyên bản án vào ngày 16 tháng 12. Ngày 16 tháng 12 đã diễn ra phiên tòa tuyên án chính thức Minh Béo với mức án 18 tháng tù. Theo luật pháp nước sở tại, Minh Béo chỉ bị tạm giam một nửa thời gian bị tuyên án. Tòa tuyên án vào ngày 19 tháng 12. Minh Béo mãn hạn tù và có 72 tiếng đi chuyển qua cơ quan quản chế tiểu bang để làm thủ tục với sở di trú về việc trục xuất Minh Béo về nước. Minh Béo sẽ ra sao sau khi bị Mỹ trục xuất khỏi lãnh thổ? Sau khi được phóng thích sau khi được phóng thích, minh béo phải thực hiện một loạt nghĩa vụ quy định đối với cơ quan quản chế, nạn nhân và gia đình. Như thông tin trước đó, vào 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2 theo giờ địa phương tại phòng xử V2, tòa thượng thẩm California West Justice Center, thành phố Westminster, California, nghệ sĩ Minh Béo được quan tòa tuyên mãn hạn tù vào 19 tháng 2. Được biết, đây là phiên tòa duy nhất của buổi chiều diễn ra trong thời gian nhanh chóng chỉ khoảng vài phút. Theo dự kiến, Minh Béo sẽ được chuyển sang tù của sở di trú để làm thủ tục trục xuất về Việt Nam. Dù đã có tin đồn râm trang trước đó rằng Minh Béo sẽ được về nước trước lễ Giáng sinh, nhưng phán quyết của tòa vẫn khiến dư luận hết sức bất ngờ. Theo chị Ngọc Lan, một phóng viên người Việt ở California, Minh Béo xuất hiện ở nơi dành cho nghi can và phạm nhân. Trong Minh Béo mập mạp hơn so với lần xuất hiện và chuẩn bị một tấm trong như giấy cạc tông lớn để che mặt nhằm tránh né báo đài. Tại phiên tòa, chánh án Teki Kathleen Festy là người chủ tọa, còn luật sư Bobby Tahavi là đại diện cơ quan bên công tố. Ông Bobby thông báo rằng gia đình nạn nhân bãi nại và không có mặt tham dự phiên tòa án. Phóng viên này tiết lộ, ông đã ở 268 ngày, cộng với 268 ngày được tính thêm do hành kiểm tốt, tổng cộng là 536 ngày. Căn cứ vào đó, ông được phóng thích từ nhà tù địa phương, dù rằng tội của ông được quy định ở tù tiểu bang. Theo lời của bà Pester, thì Minh Béo được tặng gấp đôi số ngày thụ án tù giam là nhờ hành kiểm tốt. Theo như thông tin Việt Nam Net đã đưa trước đó, sau khi được phóng thích, Minh Béo trình diện với cơ quan quản chế trong vòng 72 giờ, đồng thời có nghĩa vụ bồi thường 300 đô cho tiểu bang, 70 đô cho quận cam, cung cấp mẫu DNA cho tiểu bang và địa phương, ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời nếu sinh sống, đi học, đi làm tại California. Tất cả số tiền sẽ đóng phạt cho cơ quan quản chế. Chị Ngọc Lan cho biết thêm, Minh Béo còn bị bắt buộc thực hiện một số quy định như không được quấy rối, tấn công, đe dọa, sỉ nhục, đi theo hoặc phá hủy tài sản thuộc về tinh thần lẫn thể chất của nạn nhân, không được xâm phạm sự an toàn và ngăn cản sự di chuyển của nạn nhân, không được sở hữu súng, vũ khí, chất nổ, nếu có phải giao nộp cho cơ quan công quyền trong vòng 24 giờ sau khi được phóng thích. Trao đổi với phóng viên sau phiên tòa, luật sư Bobby nói rằng vấn đề chờ bao lâu cho thủ tục trục xuất tùy thuộc vào thẩm quyền liên bang. Minh Béo có khả năng bị sở di trú thuộc bộ Nội An giữ lại theo thường lệ khi thực hiện xong án tù tiểu bang, anh thuộc thẩm quyền của liên bang nên rất khó có thể đưa ra mốc thời gian những chuyện kế tiếp sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên theo luật Mỹ, đến ngày 19 tháng 12, Minh Béo đã thực hiện xong án tù giam thì nhà tù theo Lacey phải thả anh ra và vào lúc này anh thuộc quyền quản lý của sở di trú. Trong khi đó, Minh Béo có 72 giờ đồng hồ để trình diện với cơ quan quản chế nên trước thời hạn này, sở di trú sẽ không thể trục xuất Minh Béo, tức là ít nhất Minh Béo sẽ không thể bị trục xuất cho đến ngày 22. Theo chị Ngọc Lan, thông thường khi trục xuất, người của sở di trú sẽ công tay và dẫn độ người bị trục xuất ra phi trường, đề phòng có khi họ bỏ chạy. Để cho tế nhị, họ sẽ phủ một chiếc áo màu vàng lên tay người bị còng để người ngoài không nhìn thấy. Sau khi đưa người bị trục xuất lên máy bay, họ sẽ tháo còng xem như xong phận sự. Minh Béo đã có ít nhất hai lần muốn tự tử ở trong tù. Những người vào thăm Minh Béo tại nhà thù The Lacey, quận Cam, California, Mỹ kể lại rằng đã có ít nhất hai lần Minh Béo muốn tự tử. Đã có nhiều thông tin chỉ trích những hành vi Minh Béo đã làm trên đất Mỹ với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Tuy nhiên bên cạnh đó, rất nhiều người tỏ ra quan tâm đến anh. Theo thông tin từ chị Bạch Tuyết, giám đốc trung tâm băng nhạc Mưa Hồng tại quận Cam, California, thì nghệ sĩ Việt Nam tại hải ngoại hiện rất chú ý đến tình hình sức khỏe Minh Béo. Hai người em của chị và cũng là bạn của Minh Béo đã được vào thăm, và họ cho biết nhìn Minh Béo rất thất thần. Dù vậy sức khỏe anh hiện vẫn ổn. Anh còn hỏi là bao giờ mình sẽ được ra ngoài. Đã có ít nhất hai lần anh muốn tự tử bằng hành động cắn lưỡi và đập đầu vào tường. Minh Béo thật sự vẫn không tưởng tượng được hành vi của mình trên đất Mỹ lại dẫn đến hậu quả trầm trọng như vậy. Chị Tuyết cho biết. Người mẫu Đức Tiến đang sống gần nơi xảy ra vụ việc của Minh Béo cho biết. Hai hôm nay thông tin Minh Béo tràn ngập trên các báo đài của Mỹ. Tuy nhiên tình hình vẫn chưa có gì mới và phải đợi đến ngày 15 tháng 4 khi Minh Béo ra tòa Nghệ sĩ chúng ta bên này đã thống nhất sẽ đi thăm anh. Đi thăm sẽ không được chụp hình, quay phim hay ghi âm vì bị cấm. ABC, một trong những đài truyền hình hàng đầu nước Mỹ, dành hơn 2 phút để đưa tin về vụ việc Minh Béo bị cáo buộc tấn công tình dục trẻ em trên bản tin nóng ngày 29 tháng 3 theo giờ Mỹ. Trong bản tin, người xem thấy phóng viên Aileen của ABC đã đến khu Phước Lộc Thọ tại quận Cam, California, phỏng vấn người Mỹ gốc Việt ông Len Nguyễn. Quay lên cũng đã có phỏng vấn công tố viên Bobby Takavi, trong lần phỏng vấn, công tố viên Bobby Takavi nói, Minh Béo đã tham gia vài điểm diễn ở Garden Group và tổ chức một cuộc tuyển chọn nhân vật làm video clip. Nạn nhân là người đã tham gia vào cuộc tuyển chọn này. Đây là một vụ án nghiêm trọng đối với cộng đồng và do nạn nhân còn nhỏ tuổi nên khó công khai mọi tình tiết của vụ án. Khi những vụ việc như thế này bị phát hiện, thường nạn nhân gặp khó khăn hơn trong việc bảo vệ bản thân vì e ngại trước sự nổi tiếng của người hại mình. Ông phát biểu, một số kênh truyền hình khác và báo điện tử của Mỹ như NBC, The Orange County Register My News LA, LA Times, LBC Los Angeles cũng đưa tin về vụ việc Minh Béo. Gia đình chị Oanh Bùi sống tại Phước Lộc Thọ cho biết, việc một đài truyền hình lớn của Mỹ đưa tin nóng về vụ việc Minh Béo là điều rất hiếm. Bản tin càng làm cho người dân Mỹ và dân mình sống tại Mỹ quan tâm đến vụ việc. Hiện tại tôi có nghe anh chị em nghệ sĩ và những người quen đăng ký đi thăm Minh Béo rất đông. Đáng lưu ý, theo thông tin trên trang The Orange County Register, một vị luật sư có tên Michael Morrison đã được liệt kê trong hồ sơ tòa án như là luật sư bào chữa cho Minh Béo. Trong khi đó, ông Hồng Phước Kiên, anh trai kiêm quản lý của Minh Béo thì cho biết, tối ngày 30 tháng 3, gia đình vẫn chưa liên lạc được với Minh Béo, cũng chưa thể sang Mỹ và xúc tiến mời luật sư bào chữa cho Minh Béo.